ប្រសិនបើរិស័យរបស់លោកអ្នកឆុងនៅក្នុងឆ្នាំនេះតែអ្នកនឹងត្រូវចូលរួមពិធីបុណ្យសពរបស់មនុស្សដែលសំខាន់លោកអ្នកនឹងត្រូវតែទៅហើយអ្នកនឹងទទួលបានសំណាងមិនល្អហើយរិស័យរបស់លោកអ្នកកាន់តែធ្លាក់ចុះបងប្អូនខ្មែរយើងភាគច្រើនកង្វល់ខ្លាំងមែនទែនខ្លះសាច់ញាតិស្លាប់អធិទៅឬសាច់ឆុងឆ្នាំកាលណាមិនធ្វើមិឈូសគឺឈូសឈើដំក្រួនក្តាំងហើយនឹងជីដីអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលមានការដំក្រួនក្តាំងនឹងសម្រាប់អ
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរទេសទេកជនជាទីក្រុមនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់សប្តាហ៍ថ្មីនៃកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្របាទក៏ប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកតាំងតបានទស្សនាកម្មវិធីយើងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ហើយមួយសប្តាហ៍ទៅក៏ឃើញជូអ៊ីទៅមួយសប្តាហ៍ក៏ជួបម៉ារីអូទៅប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅជាប្រចាំតែម្ដងគឺអ្នកគ្រូបាទប្រកបណាស់បាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាប្រធានបទរបស់យើងគឺក៏ខ្ល
chăng quất cả thằng trẻ pê miên bị thị bon sọp trăng nẹ đài chia sọp nâng có đôi chia cửa xa này sọp nâng chìm lưu sống khăn xa mẹp quất thầy ơi vấn tế đòi quất ban lưu tha nâng không sao nít chỉ nằm trong khăn lăng bên tay xa mẹp quất ham tại bon sọp ham tại bon sọp cửa bạm chăng á bạn chăng ta có quất cua tại bon sọp nâng rư cửa ọt dân là không thấy bị thiệt bọt bao nhiêu nâng chi qua cái cai chun đục rẻ tại bọt đòn chả hay như mà lại qua bàn tết chỉ mùi nâng chả bàn đất không xây cứ nẹt cứ đưa nà li cho chụp được xuống nẹt cứ bà chụp kia sắp bắt à thầm mày chả bà sạch sài nẹt cứ bị thiệt bọt bao nhiêu nơi không thấy nít cứ tại tôi chỉ mùi nâng ta nẹt nâng trong năm chỉ mùi nâng sọp ta quất cua tại bon sọp nâng đái rư cỏ ọt hay bà xin chỉ quật mà lại qua bán ta quật cua thôi vậy nè chả cặp vật phụ nữ này là đã xài bằng bộ máy dưỡng phía trang công bò khăn mình tên là sạch nhiệt sạp ở hết tới và sạch trong chân nằm tìm mũi trong chân nằm mùi sọp tìm phí cứ chân nằm nâng chân nằm chồng ưu tiên hoa thà chân nằm ni chân nằm ni cho chồng mà xanh chân để chân nằm mà xanh chân nằm ni cứ chồng này đập bê chồng có hiện tên tự bọn sọp về tìm phí ưu tiên hoa thà sọp nâng cả chân nằm ưu tiên hoa thà cả chân nằm thơ chăng nè cá chăn nằm là cá trong cho mùi sọp chà chà sọp chăn tho chăng ớt hiền tập bồn chà tiếng luôn ăn chỉ sạch nhiệt chật đặc biệt chăng á chà chấm nồi nâng hai để nhóm chồng bỏ sài bỏ tha bỏ bẹ bòn nâng đường chồng chà cặp bát nè sập tới cứ quất sập ấy chà khai chăn nằm một quất mình ban miên ăn tiệp bồn ấy cho mùi dương tê chà u ti ho ta quất cá chăn nằm tho tại trong mùi là cá quất sập hai cứ sập hai quất miên vô thò nâng mà trong là cá bụi ấy cứ bật ăn tiệp bồn bọc quất bật hai nè chà tì mùi tì pi cá để trong để cái hàm tháng nó pê để dương trong chăn nằm công tập bồn sập bộ tha cá sa mai một nên dương vậy pi cùng pi bị đau, già cùng pi bỏ chân bị đau nắng, cứ nó pe na để miên bị thị bẩn sáp, cứ tim mũi cứ miên cá phơ mà chu, già nó pe để phơ mà chu cứ chu đùng chơ chơ đom đùng cái đen này, già cái na mà phơ mà chu cứ chu chơ đom cái đùng cái đen hay nằng chi đầy, già chị đây phơ rong cái lại để phơ bị thị bẩn nắng cứ miên cá đom cái đùng đen chắn nó bên na để miếng cá đom cái đùng cái đen nắng sập nẹt để chống chân nam bỏ chạy đón cột phơi trong ngày chống chà nó bên là nẹt chống chân nam ta châu tới cứ phơi cột chống chắn cá để chống nó cứ chống bạc nắng mình bên chống chỉ mùi sập tê chà để xa khôn dướng cá chân nam chống chống đuổi từ hoa ta không chân nam đi cứ mà san chống này chân chân nam đi nẹt cá chân nam mà san tập bồn sập ai bị giận tích bờ miếng cá kệ đom cái đùng cái đen chắn chưa ta làm ở với mao chà tại bờ sân chỉ dường chân nền nặng ok ban dân nền nặng tới u thọ thà bỏ miên cạ đỏ đụng nén chưa ở miên trống này tại bờ sân chỉ miên cạ đỏ chà anh nắng dân pa trống bên tai dân tập làm một tiệc về còn là pe về liền để dân pe bạc lan bạc ấy tân à chẳng cứ bây giờ pe đo tiệc liếm dân scrap á chà bờ bờ bay này kia hỏi thà liên một đường tự tâm chà tự tâm bên tai
បាទសម្រាប់វិជាសាស្ត្រវិញការដែលលាងសួយគឺយើងប្រើអំបិលចាអំបិលស្ក្រាប់ខាត់ស្បែកយើងហ្នឹងយើងស្ក្រាប់ខ្លួនតួខ្លួនយើងទៅស្ក្រាប់ទុកមួយម៉ោងអីចឹងទៅបាទគេដំតិចតួចខ្សាប់កន្លះម៉ោងក៏បានដែរបើមិនគេដល់បើយើងខ្លាចឆុងមិនបាត់ឆុងគេដាក់មួយម៉ោងស្ក្រាប់ទៅស្បែកយើងស្អាតផងចាស្ក្រាប់ទៅគឺអស់ហើយអស់ឆុងហើយចាអញ្ចឹងយើងមិនបាច់បារម្ភទេរឿងថាការទៅបន់សពចាទី1ទីអាហ្នឹងទី1ទី2បើមិនជាអម្ចាស់ដើមបុណ្យនៃសពចាម្ចាស់ដើមបុណ្យនៃសពហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់ស្លាប់គាត់មានចិនសាយតល់ខ្លួនណាឧទាហរណ៍ថាឪពុកម្ដាយឬមួយក៏កងគាត់ស្លាប់ចឹងគាត់មានចិនសាយសត្វតកូនចាស់នេះមានចិនសាយចឹងគួរធ្វើម៉េចដើម្បីខែកុំឲ្យអ្នកដែលទៅចូលរួមនឹងឆុងចាដូចមានការដំរុះរើដំមឈូសធម្មតាមានពិធីបើបួនចិនអញ្ចឹងគឺមានពិធីមួយគឺនៅពេលលើកសពដាក់ចូលមឈូសអញ្ចឹងមានការដំហ្នឹងបាទត្រូវបាទចាដូចកោដំបិទមឈូសហ្នឹងគឺដំពងពងហ្នឹងអាពងពងជុំវិញហ្នឹងអញ្ចឹងគឺប៉ះឆុងហើយបើសិនជាប៉ះថ្ងៃមិនល្អម៉ាងមិនល្អចាចាអញ្ចឹងទៅពេលកាលណាប៉ះចំអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលទៅចូលរួមហ្នឹងគឺឆុងចាមិនត្រឹមតែអ្នកឆុងឆ្នាំទេអ្នកមិនឆុងឆ្នាំក៏សួយដែរចាចឹងទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកឆុងឆ្នាំគឺសួយខ្លាំងជាងអ្នកមិនឆុងឆ្នាំបាទអញ្ចឹងហើយទៅធ្វើឲ្យឆុងពីព្រោះថាតាមអ្នកគ្រូតែងតែមានប្រសាសន៍ថាក្ដុងក្ដាងចំកន្លែងហេងហេងក្ដុងក្ដាងចំកន្លែងសួយសួយក្ដុងក្ដាងចំកន្លែងសន្សាគឺពិឃាតខ្លាំងណាស់ចាអញ្ចឹងទៅគឺនេះឯងគឺជាហេតុផលជាហេតុផលបាទចាមួយទៀតកាលបុណ្យសពតារបស់ខ្ញុំចាគ្រូចាកាលខែមុនហ្នឹងចាចាអឺកាពិតសពទុកតកល់យូរថ្ងៃដោយសារអីដោយសារយើងរើសថ្ងៃទី1គាត់កើតឆុងណាចាឆ្នាំគាត់ឆុងហើយទិសដែលទៅបញ្ចុះគាត់គឺឆុងពេញមួយឆ្នាំចាតទៅពេលគាត់តម្រូវឲ្យបញ្ចុះចាមុននឹងគាត់ស្លាប់មុននឹងគាត់ពះកាត់ហ្នឹងគាត់ថាបើសិនជាចោទៅថា50 50ចា50 50គាត់ថាបើសិនជាគាត់អត់ត្រឡប់វិញគឺបញ្ចុះគាត់អត់ឲ្យវិជាទេហើយចិត្តខ្ញុំហ្នឹងខាងបងប្អូនឯទាំងអស់ក៏មានណាគ្រប់ត្រូលឲ្យបញ្ចុះដែរដោយសារអីទី1យើងអត់ត្រូវការ DNA ឪពុកម្ដាយឲ្យជួយយើងទេព្រោះគាត់ចាំយើងពីតូចដល់ធំហើយយើងអត់ចង់រំខានគាត់ទៀតចឹងណាហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ចង់ឲ្យប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ដែរចឹងណាដល់ពេលប៉ុន្តែចិត្តគាត់ចង់ឲ្យបញ្ចុះចឹងពិធីមួយមានតែម្យ៉ាងឯងថាក្នុងអំឡុងពេល7ថ្ងៃហ្នឹងយើងរើសមើលតើយើងរើសមើលទោះបើយើងយកបាយទៅចំទិសរបស់គាត់ដឹងឲ្យឆុងហីអញ្ចឹងយើងបាយទៅទិសណាដែលមិនឆុងនឹងអ្នកណាទាំងអស់ចា៎មិនឆុងទាំងសពមិនឆុងទាំងបងប្អូនទាំងអស់មិនឆុងទាំងចៅទូតចៅលូតទលាទោះជាជំនាន់ណាទៅដោយគាត់ឲ្យឆុងដែរអញ្ចឹងគឺមានអង្គសាគេមួយសម្រាប់ដាក់អត់ឲ្យឆុងអ្នកណាទាំងអស់ចា៎ចា៎អញ្ចឹងមានតែសម្រាប់អញ្ចឹងបាទអរគុណឃើញថាវគ្គនេះបាទបងប្អូនជក់ចិត្តក្នុងការស្ដាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងពិធីបុណ្យសពហើយការចូលជួបរួមយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានការឆុងហើយស្ដាប់ទៅរឿងចិត្តអារម្មណ៍បន្តិចដែលសារតានេះគឺគាត់អារម្មណ៍គាត់មិនតន់ស្រួលពេលដែលលោកប៉ាគាត់បានវាចាក់លោកបាទអរគុណវគ្គខាងមិនមានព័ត៌មានបន្ថែមពីរឿងនេះតែពេលសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ